tục series bún bò thử thách. Hôm nay mình sẽ đập bể bóng anh Nhu. Hả? À, ủa gì vậy ba? À, nhầm. Bể bóng với anh Nhu. Ảo thật đấy. Ờ, vậy còn được. Mày bể được không ta, trời. Trời anh níu quá à, vậy cũng đập bể được nữa. Con nè. Không bể được đâu anh ơi, không chung mày đâu. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Yếu quá, yếu quá. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mất thời gian quá, cút đi. Tụi tôi bó tay rồi, mấy bạn có ai làm được không? Giáo sư Thảo làm nội dung hay thôi, chứ đánh cũng bình thường à mọi người. Áo cặp còn làm không được, huống chi túi. Cười thật.